Ui ui ui, tí đây xâm mặt. Chị ơi đang xem, hello chị Lưu Bích nhở. Cầm cầm hộ chị với, nó đang bị mờ rồi. Chị ơi đang xem thêm một chấm đi ạ. Bà Lưu Bích ơi chọn thêm đi nhá. Em chưa chọn một cái khác không được. Tại, tại vì tay chị đang tiện chị cầm đi chứ. Hello chị Lưu Bích, chị Lưu Bích chọn thêm đi nhở. Mọi người nhìn hộ em xem còn mờ không nào. Các cháu nhìn hộ em xem còn mờ không nhá. Chị ơi đang xem cho một chấm đi ạ. Đợi tí để em lau cho đỡ mờ phát nào. Còn mờ không ạ? Chị đang xem cho em một chấm đi nào. Em lên vét nhá, rất rất là nhiều vét xinh nhá. Tay 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 mồ hôi cầm điện thoại à, cầm nó mờ hết cả ra. Các bạn chia sẻ với em đi nào. Rất rất là nhiều em vét xinh nhá. Mọi người chia sẻ đi để em có lấy mã nào. Mọi người chia sẻ với em đi nào, rất rất là nhiều em bé xinh nhá. Quay em này nè. Rất là nhiều bé xinh luôn nhá. Chị đang xem cho em một chấm đi ạ, chia sẻ với em đi nào để em có lên mã nhá. Các chị đang xem cho em một chấm nhá. Hello chị Lưu Bích. Chị Lưu Bích chọn thêm giúp em nhá. Mọi người đang xem cho em một chấm nhá. Đang xem cho em một chấm mẹ. Chết à. Làm thế nào thì cái mặt nó vẫn to. Vẫn rất là nhiều vắc xinh nhá. Hello chị Lưu Lê Nga nhá. Có màu đỏ không? Không có màu đỏ đâu ạ. Hôm nay em lên vét không có màu đỏ đâu chị ạ. Chỉ có màu kiểu như này này. Hôm nay chủ yếu là vét đen với cả trắng nhá. Ôi em này xinh chưa? Này xinh. Mọi người đang xem chấm bài giúp em nhé. Hello chị Tâm Nguyễn. Mọi người đang xem chấm bài giúp em ạ. Chia sẻ bài giúp em nhé. Dạo này em bị mất tương tác nhiều quá. Hình như là em lên like nó không có thông báo trên Facebook của các. Ôi, chị vé xinh này. Em bắt đầu lên mã luôn nhá. Em lên mã luôn nhá. Mã đầu tiên đây ạ. Mã này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ về mặc vừa. Các chị xem chấm bài giúp em nhá, chia sẻ bài giúp em nhá. Em này 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Ai đấy em này chốt cho em mã 90 ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Hello bà Trang Khang. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai đấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào, mã 90 đi ạ. 90, 55kg đổ xuống nó rất là xinh nhá. Mã 90 đi ạ. Mã 90 nhá, rất rất là nhiều vét xinh luôn ạ. Mã 90 chị ạ, 55kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 90. 90 chất rất là đẹp nè. Mã 90 nhá, mã 90 nhá. Chị Hoàng Hạnh ơi, 49k tất cả nhá. 49k nhá, để em ghim giá nhá. Tất cả em đều bán đồng giá 49k nhá. Tất cả đều 49k hết nhá, kẻ này rất là xinh đấy ạ. 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. Phượng vừa đồng mã bao nhiêu em quên rồi đấy. Mã 90 ạ. Mã 90 nhá. Cái này mã 90 nhá, ai lấy chút cho cái kẻ 90. Mã 90 đấy ạ. Em này nhá, em này đây. Em này cho chị nào 52-53kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào tầm từ 45 đến 52-53kg mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ. Mã 01 nhá, 45 đến 52-53kg mặc vừa mã 01 nhá. Mã 01 đấy ạ.
01 rất là xinh, mã 01 nhá, 45 đến 52 53 kg mà rất là xinh nhá. Mã 01 nhá, mã 01 ạ. 01 nhá, 01 đây. 01 nó chế là từ 45 đến 52 53 kg mà rất là xinh nhá, mã 01 đây ạ. Các chế đang xem chia sẻ giúp em đi nào, mã 01 nhá. 01 rất là xinh đấy ạ, mọi người chia sẻ đi ạ, đang xem cho em một chấm đi nào. Đang xem cho em một chấm đi ạ, 01 nhá, 01 rất là xinh đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Em màu trắng này xinh này ạ. Em này nhá, em trắng này ạ. Em này chị nào tầm 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 ạ. Mã 00 nhá, 00 chị nào từ 45 đến 52 kg mà rất là xinh. Mã 00 nhá. 45 đến 52 kg mà rất là xinh đấy ạ. Chị nào đang xem cho em một chấm đi nào. Mã 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá. Mã 00 ạ. Mã 00 nhá, 00 đây ạ. Chị nào 45 đến 52 kg mà rất là xinh ạ. Mã 00 nhá. 00 nè. Mã 00 nhá, 00 nhá, 45 đến 52 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá, 00 ạ. 00 nhá, 45 đến 52 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 00 nhá. Mã 00. 00 nhá, 00 mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Trời ơi, chả ai chia sẻ cho em gì cả. Em viết đen này ạ. Em này size M nhá. Em này size M mã 01 ạ. Viết đen này size M mã 01 nhá. 01 đây, 01 đấy size M nhá. Em viết đen này size M đấy ạ. Size M này mã 01 nhá. 01 size M rất là xinh nhỉ. Mã 01 nhá, 01 đấy ạ. 01 size M nhá. Mã 01 ạ, 01 size M nhá. 01 size M. 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 52 kg đổ xuống mặc vừa. Ai đấy em này chốt cho em mã 01 nhá. Mã 01 ạ. Ai đấy em này chốt cho em mã 01 nhá. Hello chị Hoa Hướng Dương. Ai đấy em này chốt cho em mã 01 nhá. 01 52 kg đổ xuống mặc vừa size M. 01 size M nhá. Mọi người chia sẻ và viết giúp em đi nào. Size L đúng không bà Lê Nga? Lê Nga ơi, size L đợi tí em lên nhá. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa. Ai đấy em này chốt cho em mã 50 nhá. Em này xinh chưa? 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 50 nhá. Mã 50 đấy ạ, mã 50 chỉ ở 50 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 50 đấy ạ. Em này mã 50 nhá. 50 rất là xinh, mã 50 nhá. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 50 rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 50 nhá, mã 50 nhá. Mã 50 này size M này ạ. Mã 50 là điểm nhấn rất là xinh nhá, 50 size M đấy ạ. Mã 50 nhá, mã 50. Ôi chị ơi, Hồng Hạnh ơi yên tâm nhá. Cái này viết là cực là mới luôn ạ. Em này size L đấy ạ. Em này size L mã 66 nhá. 66 này size L rất là xinh, mã 66 đấy ạ. 66 nhá, 66 này size L rất là xinh. 66 nhá. Trời ơi chị ơi, viết nhà em cực mới luôn. Các bạn em đảm bảo với bà mua viết này không dưới 100 khi mua ở ngoài nhá. Viết nhà em cực là mới luôn đấy ạ. Em bán giá này chẳng qua là em bán đồng giá em bán cho nhanh thôi chứ còn không có giá này đâu ạ. Em này size L. Em này size L nhá. Mã 11 đấy size L nhá, mã 11 đấy ạ. 57 58 kg đổ về mặc vừa nhá. 55 thôi ạ. 57 58 là sao lít được. 55 thôi ạ. 55 thôi ạ, 55 thôi. Hello chị Sole nhá, 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Em này mã 11 nhá. Mã 11 lấy size L đấy ạ. 55 kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 11 nhá.
Mã 11 ạ, 11 đấy size L nhá, 55 kg đổ xuống là rất là xinh nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 11 nhá, 11 đấy size L đấy ạ. 55 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 11 rất là xinh, mã 11 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá, mọi người chia sẻ giúp em luôn đi ạ. Các bà ra đây chả chịu chia sẻ cho em gì cả. À, chị đang xem cho em một chấm đi ạ. Em này đây ạ, em này. Em này chị nào 52-53 kg đổ xuống mặc vừa mã 00 nhá. Mã 00 nhá. Chị Mến ơi chưa ai lấy đâu ạ. Mã 00 nhá, 5758 có. Chị ơi 5758 phải đợi em một tí nhá. Mã 00 nhá, em này mã 00 đây ạ. Em này mã 00 nhá, chị nào tầm 52 kg đổ xuống mặc 00 rất là xinh. Em vét này mã 00 nhá. Chị nào tầm từ 45 đến 52 kg mặc mã 00 cũng rất là xinh nhá. Mã 00 ạ. 45 đến 52 kg mặc 00 cũng rất là xinh nhá. Mã 00 nhá, mã 00 ạ. 45 đến 52 kg nhá, mã 00 nhá. 00 này chưa bổ túi nhá, 00 này còn mới lắm đấy ạ. Mã 00 nhá, mã 00 đấy ạ. Mã 00 nhá, 00 nhá. 00. Mã 00 nhá, mã 00 nhá. Mã 00 ạ. Em đen này nhá, em đen này đây ạ. Em đen này nào, mọi người chia sẻ và viết giúp em đi ạ. Em đen này rất là xinh nhá, em này 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 81 ạ. 81 này 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 81 đây ạ. 81 nhá, mã 81. 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mọi người chia sẻ giúp em đi nào. Mã 81 đây ạ, mã 81 đây. 81 nó chỉ là 60 kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 81 nhá. Mã 81. Không không này em nào. Em này mã 81 nhá, 81 đây ạ. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 81 rất là xinh nhá, mã 81 đây ạ. Mã 81 nhá. 81 đấy ạ, 81 60 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 81 rất là xinh, mã 81 nhá. Chị Mai Hương ơi, em ở ngõ 1 Bùi Xuân Trạch nhá. Đây em lên này, em này đây ạ, em này 50 kg đổ xuống mặc vừa. Em này mã 82 nhá, em màu xanh này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 82 này ạ. Chị nào tầm từ 42 đến 52 kg mặc 42 đến 50 kg mặc vừa nhá, mã 82 nhá. Mã 82, chị Mai Hương ơi hàng si ạ. Mã 82 nhá, 82 đây. Chị nào tầm từ 42 đến 50 kg mặc vừa mã 82 nhá. Mã 82 ạ, 42 đến 50 kg mặc vừa đấy ạ. Mã 82 nhá, mã 82 nhá. Mọi người xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 82 nhá, 82 rất là xinh đấy ạ. Mã 82 nhá, chốt theo mã giúp em nhá, 82 đây. 82 ok làng Mến nhá. Mến comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. 01 ok chị Lưu Bích nhá. Chị Lưu Bích anh 01 là em đen đúng không ạ? Chị Lưu Bích ơi, 01 là em đen đúng không ạ? Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào, rất rất là nhiều em xinh luôn nha. Em này đây ạ. Em này bao nhiêu? 50. Em này 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 55 nha. 50 kg đổ xuống mặc vừa mã 55 nhá, 55 đây ạ. 50 kg đổ xuống mặc vừa nha, em này size M đấy ạ. Em này size M nhá. Mã 55 nhá. Mã 55 size M đấy ạ, 55 size M nhá. Chị Lưu Bích ơi, 01 là em đen đúng không ạ? 55 này size M nhá. Mã 55 đây ạ, 55 này size M rất là xinh nhá, mã 55 nhá. 55 đây ạ. 55 này size M nhá, mã 55 nhá. 55 nhá, viết đồng giá 49 đúng rồi chị Mai Hương ơi, đồng giá 49 hết nhá. Mã 55 đây ạ. Mã 55 nhá, mã 55 size M đấy ạ. 55 rất là xinh, 55 size M nhá, 55 size M nhá. Ok làng Mến nhá. 55 size M nhá, viết đồng giá 49k hết nhá, 55 size M. Em lên lại em trắng này nhá. Em trắng này rõ là xinh luôn nè. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Chị nào chưa chia sẻ luôn giúp em đi ạ. Em trắng này đẹp từ cúc luôn. Ok ok chị Lưu Bích nhá. Em này đây, em này chị là 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 16. Ok ok chị Lưu Bích, 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 16 nhá, mã 16 đây. 16 chị là 45 đến 52 kg mặc vừa nhá, mã 16, 16 đẹp từ cúc luôn đấy ạ. Mã 16 nhá.
Mã 16 đấy ạ. Ok ok chị Lưu Bích nhá, mã 16 đấy ạ. Em này mã 16 nhá, chị nào tầm từ 40 45, 45 đến 52 kg mặc 16 rất là xinh nhá. Mã 16 đấy ạ. Mã 16 màu trắng rất là xinh luôn nhá, mã 16 nhá. Mã 16 đấy ạ, mã 16 nhá, mã 16 ạ. 16 nhá, 55. 55 ok chị Hoàng Hạnh nhá, chị Hoàng Hạnh 55. mười sáu của chị Mai Hương nhá. Mai Hương comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Mai Hương có dùng Shopee không ạ? Vét này rất là đẹp luôn. Em này 50 kg đổ về mặc vừa nhá. 50 kg liệu vừa không nhỉ? Chắc 47-48 cân. Em này chị là tầm 48 kg đổ xuống mặc vừa mã 06 nhá. Mã 06 chị là 48 kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 06 nhá, 48 kg đổ xuống mặc rất là xinh. Mã 06 nhá. Mã 06, hello bà Mai Hao, mã 06 nhá. 48 kg đổ xuống mặc vừa, mã 06, ok bà Mai Hương nhá. 48 kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, mã 06 nhá. Mã 06 đấy ạ. 06 chị nào từ 40 đến 48 mặc rất là đẹp luôn. Mã 06 nhá, chị nào 40 đến 48 kg mặc mã 06 rất là xinh, mã 06 nhá. 55 55 này của chị Hoàng Hạnh nhá, 06, 06 ok làng mến nhá. Mến 06 nhá. Đẹp lắm luôn ấy. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Hello chị Thúy Đoàn nhá. Em này nào. Em này ạ. 50 không? Em này size M này, em này size M mã 11 nhá. Mã 11 lấy size M đấy ạ, 11 màu đen size M nhá. Mã 11 đấy ạ, 11 lấy màu đen size M nhá. 11 rất là xinh. Ok chị Mai Hương nhá, em sẽ ship Shopee cho chị nhá. Ship Shopee cho rẻ bà. Mã 11 nhá, 11 lấy size M ạ. Tìm cho chị con vest đen size M đi. Đây vest đen size M đây ạ. Em này size M nhá, em này size M đây. 11, 11 ok chị Mai Hương nhá. Chị Mai Hương 11 nhá. Đẹp mà nhỏ quá, chị Lưu Bích ơi còn nhiều lắm. Bà cứ xem từ từ thôi. Nào tiếp nhá, tiếp nào. Em này ạ. Em này 50 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 00 nhá. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 00 đây ạ. Mã 00 đây. Mã 00 nhá. Ba cái trở lên em ship rồi chị ơi. Mã 00 nhá. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 00. Ui 52 nhiều người. À 52 kg đổ xuống mặc nhiều lắm. Phượng cứ mặc vừa là các bà mặc vừa mà. Phượng 52 cân nhá. Phượng cao 1m. Phượng cao 1m60 lặng 52 cân nhá. 00 ok lặng Aki nhá. Aki comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chắc rồi hôm qua. Áo vét nhá, vét 49k, rất là nhiều em vét xinh nhá. Ok ok chị Aki. Kiếm form xuông đi, form xuông bằng từ từ thôi, form xuông từ từ đợi em một tí nhá. Xuông từ từ đợi em một tí. Mã 11 chị. Ok ok chị Mai Hương 11 chị Hoàng Hạnh chậm chân rồi, em này 55. Em này 55 kg đổ xuống mắc vừa nè. Em này 55 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Em này mã 49 ạ. 55 kg đổ xuống mắc vừa mã 49 nhá. 49 đây. 49 nó chế nào 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 49 nhá. 49 ạ. 49 này 55 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. 49 đây. Em này mã 49 nhá. 55 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 49 này xinh dã man luôn. Mã 49 nhá. Chiều 50 đến 55 kg mặc 49 rất là xinh. Mã 49 nhá, mã 49 ạ. 50 đến 55 kg mặc 49 rõ là xinh luôn. Mã 49 nhá, 49 ạ. 49 nhá, 49 nhá. Em này ạ. Em này 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. 60 kg đổ xuống mặc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ. 60 chế là 60 kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 60 nhá. Mã 60 đây ạ. 60 nhá, mã 60 nhá. 60 kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. Chị Mai Hương ơi, bà nhận hàng và kiểm tra hàng nhá. Lỗi thì bà gửi lại cho em nhá. Trời ơi, yên tâm đi. Mua hàng thì em chỉ có nghiền chứ không bao giờ phải lo về vấn đề đâu ạ. Mã 60 nhá, 60 kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Bà mua hàng thì em chỉ có nghiện thôi chứ không bao giờ có vấn đề đấy đâu nhá. Thích cực luôn ạ, rõ là đẹp luôn ạ. 60 nhá, mã 60 đấy ạ. Em màu trắng này nhá, trắng này cho chị nào tầm 45 đến 52 kg mặc vừa nhá. 45 đến 52 kg mặc vừa mã 19 ạ.
45 đến 52 kg, mặc vừa mã 19 nhá. Mã 19 đấy ạ. 19 nó chế là 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá. Mã 19 nhỉ. Mã 19 đấy ạ. 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá. Mã 19 nhỉ. Mã 19 đấy ạ. Mã 19 nhá. Mã 19 ạ. 45 đến 52 kg mà rất là xinh nhá. Mã 19 nhá. Mã 19 em lên mẫu mới luôn nhá. Mọi người chưa kết bạn với em, chị nào chưa kết bạn với em, kết bạn luôn với em nhỉ. Mã 19 nhá. 19 ạ. Mã 19 nhá. Mã 19. Em lên tiếp một em vest trắng nhá. Vest trắng đây ạ. Vest trắng này size 55. Em này nhá, em này nó chỉ là 55 kg, đổ xuống mặc vừa mã 55 luôn ạ. 50 đến 55 kg, mặc vừa mã 55 nhá. Con nhận được rồi nhá. Mã 55 nhá. 55 nó chỉ là 50 đến 55 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 55 đây. Mã 55 này size L nhá. 50 đến 55-56 kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 55 nhỉ. Mã 55 chị Eo đang xem cho em một chấm đi nào. Mã 55 đây ạ. 50 đến 55-56 kg mặc vừa nhá. Mã 55 nhỉ. Mã 55 đây ạ. 55 màu trắng nhá. 50 đến 55-56 kg mặc vừa nhá. 55 rất là xinh. Mã 55 nhỉ. Mã 55. Em này vest dài này á. Người quen chắc là em bán hàng nhiều ấy chế ạ. Em này ạ, em này size M à? Em này chị nào tầm có chân váy dạ không? Em có chân váy dạ thôi nhá chị mến nhá. Em có chân váy dạ thôi ạ. Em này cho chị nào tầm 48, 40 đến 48 kg mặc vừa mã 22 nhá. 40 đến 48 kg mặc vừa mã 22 ạ. 22 đây ạ. 55 ok chị Nguyễn Thương nhá. Nguyễn Thương comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Nguyễn Thương comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Vét đồng giá 49k áp dụng cho những chị nào chia sẻ giúp em nhá. Em này chị vừa đồng mã bao nhiêu nhỉ? 49 nhá, em này mã 49 ạ. Em này chị là 40 đến 47 kg mặc vừa đấy ạ, mã 49 nhá, mã 49 ạ. 22 nào. Mã 49 nhá, mã 49 nhỉ. Đây rồi, 55 này. 55 này em trắng em cho chị Nguyễn Thương nhá. Nguyễn Thương comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ ạ. Ok ok chị Mai Hương nhỉ. Em này 22 ạ. Em này em vừa đọc 22 ạ. 22 ok chị Hà Ngoan nhá. Hà Ngoan 22 nhỉ. Hà Ngoan 22. Hà Ngoan 22 nhỉ. Ok 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 bà Hà Ngoan. Hà Ngoan 22 nhá. Nhiều em vét xinh lắm. Chân váy dạ phải từ từ đến cuối nay nhá. Chân váy dạ phải đợi em đến cuối nay nhỉ. Vét nhà em xinh lắm. Các bà về các bà chỉ có nghiện thôi. Các bà về chỉ có nghiện lòi mông thôi. Tiếc lại bảo sao hôm đấy mình mua được ít thế. Em này nhá, em này chỉ em này khoác thôi nhở. Em này chế nào? 55 à? Em này chỉ là 56, 50 đến 56 57 kg mặc vừa nhá, mã 44 ạ. Em này chỉ khoác thôi, các chị mặc thì nó dễ mặc đấy. 56 57 kg đổ về là mặc được rồi. Mã 44 nhá, mã 44 đấy ạ. 44 này chỉ khoác thôi nhở, 44 này chỉ khoác thôi ạ. Các bạn đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Mã 44 này ạ, 44 này chỉ khoác thôi nhá. Tầm 56 57 kg đổ xuống khoác rất là xinh nhá, mã 44 này ạ. Chị Lưu Bích ơi, em này chị mặc được. Chị Lưu Bích ơi, em này chị mặc được nè. Em này chị mặc được nè, mã 44 nhá. Em này khoác thu đông ấy chị. Em này khoác rõ là xinh luôn. Mã 44 nhá, 44 nhá. 44 này ạ, 44 nhá, 44, em lên mẫu mới luôn nhá. Ôi 44 này đẹp thế mà không ai chốt. Mã 44 xinh lắm ấy, mã 44 này đẹp dã man luôn. Em 44 này mặc thời tiết này là ok đấy. 44 ok chị Xuân Nguyễn nhá. Chị Xuân Nguyễn comment luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. 44 này mặc rõ là xinh luôn. Lúc lấy có rồi, ok ok chị Lưu Bích nhá. Chị Xuân Nguyễn lên luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này bao nhiêu? Em này tầm 50. Em này size M nhá, em này size M mã 01 nhá. Em này màu xanh than, size M mã 01 ạ. Chất rất là đẹp luôn nhá, size M mã 01 nhá. Em này vét đồng giá 49k hết nhá. Em này size M mã 01 nhá. 01 này rõ là xinh luôn, 01 lấy size M nhá. Mã 01 đấy ạ, 01 lấy size M nhá. Em vét này khoác rất là xinh luôn, 01 lấy size M nhá, dáng rất là đẹp luôn đấy ạ. Mã 01 nhá, 01 xanh than size M nhá. Mã 01 ạ. Em này mã 01 nhá, mã 01 đấy ạ. 01 nhỉ, 01 đấy xanh than size M nhá, 01 rất là xinh. Mã 01 nhỉ, mã 01 ạ. Mã 01 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Chị ở đang xem chia sẻ giúp em đi nào.
Không một xinh lắm. Em này nào. Em này nhá. Ôi em này rõ là xinh nè. Ok chị Xuân Nguyễn nhá. Em này ạ, à, em này chị ạ, 55 kg đổ xuống mặc vừa, em này size L đấy ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 07 nhá. Mã 07 ạ chị ạ, 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 07 đấy ạ. Mã 07 nhá. 50 đến 55 kg mà rất là xinh, mã 07 nhá. 49k thôi ạ, toàn bộ vest là 49k thôi nhá, mã 07 đây. 07 đấy size L nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa đấy ạ, mã 07 nhá. Mã 07 ạ, 07 rất là xinh. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ. Ôi 07 đấy xinh đấy. 07 nhá. Mã 07 ạ. 07 nhá, 07 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. 07 có bạn nào chốt không ạ? Ôi 07 đấy đẹp lắm. 07 nhìn em còn nghiền nữa là. Về mọi người giặt lại đi nhìn khác hẳn luôn nhá. Em này nào. Em này chị nào 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 ạ. Ok Xuân Nguyễn nhá, 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 nhá, 66 đây ạ. 66 hay 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá, mã 66 đây. 66 nhá, có cái kẻ là không bạn ơi, Mai Hương ơi có kẻ nhá, mã 66 nhá. Mã 66 ạ. 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 66 nhá, mã 66 đây ạ. 66 ạ, chế là 52 kg đổ xuống mặc vừa nhá, 66 rất là xinh. Mã 66 nhá, chị nào tầm từ 45 đến 52 mặc rất là đẹp luôn ạ. Mã 66 nhá, mã 66. 66 ạ, 66 màu này là màu cà phê nhá. 66 màu cà phê đấy bà. Nhìn trên này nó bị nhạt màu đúng không? Như kiểu cà phê sữa ấy. Nó là như kiểu màu cà phê sữa ấy bà. Mã 66 nhá, 66 nhá, 66. Em lên mẫu mới luôn nhá. Không một chưa chốt mà nhưng mà chả nhớ không một là em nào. Em này nhá. Em này size L đấy ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Em này size L. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 22. Không. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 22 nhá. 22 đấy ạ. 22 là size L nhá. 22 là size L đấy ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 22 nhá. 22 nhá. 22 50 đến 55 kg mặc mã 22 đấy ạ. 22 chị ạ, 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 22 nhá. Mã 22 đấy ạ, 22 là size L nhá, mã 22 nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa nhá, mã 22 nhá. 22 rất là xinh, mã 22 nhá, 22 nhá. Xinh chưa, mã 22 nhá, 22 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Các chế đang xem chấm cho em một chấm đi nào, tăng tương tác giúp em với ạ. Chấm cho em một chấm tăng tương tác giúp em nữa nào. Em này nè, em này size ML nhá. Em này size ML ạ. Em này là nhung tâm nhá, em này là chất nhung tâm nhá, size ML nhá. Em này mã 67, em này mất một cúc nhá. Em này ở đằng ở bên trong có cúc đúng không? Bên trong có. Bên trong có một cúc nhá. Bên trong phải có một cúc ạ. Chị nào lấy thì về tháo cái cúc trong mới thay ra ngoài giúp em nhá. Đấy là cúc dự phòng đấy ạ. Em này mã 67 nhá. Em này mã 67 đấy ạ. Chị nào từ 45 đến 55 kg mà rất là xinh nhá, mã 67 nhá, 67 size ML đấy ạ. Mã 67 nhá, 67 đấy ạ. Mã 67 nhá, 67 lấy size ML đấy ạ, mã 67 nhá. 67 rất là xinh, 67 nhá, 67 size ML đấy ạ. Mã 67 là chất nhung tâm nhá, mã 67 nhá. Mã 67 đấy ạ. 67 size ML nhá, 67 rất là xinh, mã 67 nhá. 67 nhá. 67 bị mất cúc ngoài nhá, về tháo cúc trong rồi ra thay giúp em nè, chị ở lấy về tháo cúc trong thay giúp em nhá. Mã 67 chất rất là xinh luôn nè. Mã 67 ạ. 67 nhá, 67 nhá. Hello Yến Còi, hello bà Bùi Nguyệt. Em vét này nhá. Em này ạ, em này cài khóa nhá. Em này chị là 46 47 kg đổ xuống mặc vừa, em này mã 00. Chị là 40 đến 46 47 kg mặc vừa mã 00 nhá. 50 kg bon chen được ạ, mã 00 nhá, mã 00. 00 đây ạ, 00 nhá. Em này mã 00 đây ạ, 00 đây. 00 rất là xinh nhá, mã 00 nhá. 50 kg bon chen được đấy ạ, mã 00 nhá, 00 ạ. 00 50 kg đổ xuống mặc được nhá, mã 00 nhá, 00 màu trắng đấy ạ. 00 màu trắng nhá, kéo khóa nhá. Mã 00 ạ, mã 00 nhá. Mã 00 nhá, 00, em lên mẫu mới luôn nhá. Các bạn đang xem chấm cho em một chấm đi nào. Chia sẻ giúp em đi ạ, mã 00 nhá. Em kẻ nè. Vét nhá, vét 49k nhá, em này kẻ đấy ạ. Mặc ngược rồi em.
Mái tóc à? Em này nhá, em này đây. Em này chị ở 55kg bổ xuống mắc vừa nhá. Alo hả? Nhung à? Dạ. Chị thấy đang live livestream áo vest à? Có áo nào chị mà đi làm được không? Chị ơi, chị vào livestream xem giúp em nhá. Em đang live không nghe được đâu. Ờ thế ạ. 55kg đổ xuống mắc vừa nhá. 55kg đổ xuống mắc vừa này, em này 50-55kg đổ xuống mắc vừa, mã 66 nhá, 66 đấy ạ. Mã 66 nhá. 50-55kg mặc vừa mã 66, 66 là size L đấy ạ. Mã 66 nhá, 66 nhá. 66 đấy ạ. Đầu bếp nó lại đẹp hơn. 50-55kg mặc vừa mã 66 nhá, 66 đấy ạ. 66 là size L nhá. Em vét này mã 66 size L nhá, mã 66 đấy ạ. 66 size L nhá, mã 66 nhá. Mã 66 size L đấy ạ, mã 66 nhá, 66 nhá. Nào các bà đang xem chấm cho em đi nào, em này đấy ạ. Em này size M. Em này size M, mã 80. Em này size M, mã 80 nhá, mã 80 đấy ạ. 80 này size M nhá, mã 80 đây. 80 rất là xinh, mã 80 nhá, 80 đấy ạ. 80 này size M nhá, 80 này màu ghi sáng nhá, mã 80 đấy ạ. 80 này size M rất là xinh, mã 80 nhá. Ôi vest này xinh lắm ấy. Mã 80 nhá, mã 80 ạ. 80 size M nhá. Chị ơi đang xem chia sẻ giúp em đi nào, mã 80 đấy ạ. 80 này size M nhá. Ui toàn vest xinh thế mà không bảo là hot. 80 nhá, 80 size M nhá, mã 80 đấy ạ. 80 ok chị Mai Hương nhá, chị Mai Hương 80 nhá. Bà mua hàng nhà em về chỉ có nghiện thôi, em đảm bảo luôn á. Em này nhá, em này đây ạ. Em này chị nào 50-58kg mặc vừa nhá, mã 91. 50-58kg mặc vừa mã 91 nhá, mã 91 đấy ạ. 91 đó chế nào 50-58kg mà rất là xinh nhá, mã 91 đấy ạ. 91 nhá. 50-58kg mà rất là xinh đấy ạ, mã 91 nhá. Mã 91 đấy ạ. 50-58kg mà rất là xinh nhá, mã 91 nhá. Em này màu xanh xanh nhá. Mã 91 đấy ạ, 50-58kg mà rất là xinh. Mã 91 nhá, mã 91 ạ. 91 ok chị Lưu Bích nhá, chị Lưu Bích 91 ạ. Chị Lưu Bích 91 nhá. Tiếp nào, em tiếp nào, em lên một em xanh nữa nhá, xanh nhỏ hơn. Chị Hoàng Hạnh chậm chân 80 rồi. Em này cũng size M nè. Trong này có cúc không? Em này mất cúc ở bên trong có cúc không? Em này size M nhưng bị mất cúc nhá. Em này em bán 35k nhá, 35k mã 35. Size M 35k mã 35 nhá, em này mất cúc nhá. Em này không có cúc trong nên mọi người thôi à, mua cúc ngoài, mua một bộ cúc ngoài giúp em nhá. Em này em bán 35k mã 35 nhá. 35k mã 35 size M ạ. 35k mã 35 size M nhá, em này size M ạ. 35k mã 35 nhá. 35k mã 35 size M nhá. Có màu đen chị Nguyễn Thanh ơi, màu đen nhiều nhá. 35k mã 35 nhá. Em này chị nào lấy thì về thay cúc giúp em nhá. Em này size M nhá, 35k mã 35 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Cứ lại về thay cúc giúp em nhá. Em bán 35k thôi ạ. 35k mã 35 nhá. 35 ok chị Lưu Bích nhá. Về thay cúc thôi ạ. Đẹp lắm. Em này đẹp cực luôn. Các bà mua hàng nhà em về chỉ có nghiền thôi. Em này màu đen đấy ạ. Em này chị nào 55kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 02. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá, 02 đấy ạ. 02 chị ở 55kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, 02 nhá, 02 là dài dài đấy ạ. Mã 02 nhá, 02 đây. 02 55kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 02 đấy ạ. Em này mã 02 nhá. Mã 02 đấy ạ. 0255 đúng không? 25253. Mã 02 nhá, mã 02 nhá. 02 màu đen dáng dài dài đấy ạ, mã 02 nhá, mã 02 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá, 02 ok bà Hà ngoan nhá. Bà Hà ngoan 02 nhá. Mọi người đang xem chia sẻ giúp em đi nào. Trời ơi nhiều em xinh lắm, hello chị Lê Nga. Em này ạ, à, em này 60. 60kg. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 66 nhá. Em này 60kg đổ xuống mắc vừa mã 66 nhá, 66 đây ạ. 66 chị nào 60kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 66 đây. Mã 66 nhá.
60kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 66 nhá, 66 ạ. 66 chế là 60kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, 66 kéo khóa nhá. Mã 66 đấy ạ. 66 nhá, 60kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 66 nhá, 66 đấy ạ. Ôi chết rồi, chồng ơi vợ quên cho giặt quần áo. Mã 66 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Ui, em này size M, à, em này size L hay size M? Em này size M nhá, tiếp một em size M rõ là bánh bèo luôn đấy à. Em này tầm 52 cân đổ xuống mặc rất là xinh. Em này 52kg đổ xuống mặc rất là xinh luôn nhá. Em này mã 19 ạ. 52kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 19 nhá. 66 ok chị Xuân Nguyễn nhá. Mã 19 ạ. Em này mã 19 nhá, em này đây mã 19 đấy ạ. Em này mã 19 nhá, mã 19. Chị nào tầm từ 45 đến 52kg mặc mã 19 rất là xinh, mã 19 nhá. Mã 19 chị làm mặc zip dài hơn một tí nhá. Mặc zip dài lên gối ấy, xinh cực luôn. Mã 19 nhá. Mã 19 ạ. Em này mã 19 nhá. Em này các bà mặc 19 ok chị Aki. Mặc đến đầu gối ấy, mặc zip đến đầu gối ấy, xinh luôn. Aki tí inbox lại cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá chị Aki nhá. Tiếp nào, tiếp một em kẻ nào. Chồng ơi, chồng yêu ai? Em này nhá. Em này cho chị là tầm 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 45 đến 52kg mặc rất là xinh. Em này mã 11 ạ. 45 đến 52kg mặc rất là xinh. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. 45 đến 52kg mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 11 nhá. Mã 11 đó chị là 45 đến 52kg mặc. Ok ok chị Aki. Mã 11 nhá. 45 đến 52kg mặc mã 11 rất là xinh. Mã 11 nhá. Mã 11 đấy ạ. 45 đến 52kg mà rất là xinh nhá. Mã 11 nhá. Mã 11. Hôm qua chị có lấy một chân váy đấy. Ok ok chị Aki nhá. Mã 11 nhá. Mã 11 nhá. Mã 11 nhá. Không còn tồn tại gì trong ký ức chị. Mã 11 nhá. Mã 11. Em lên mẫu mới luôn nhá. 11 đó chế là 52kg đổ xuống mà rất là xinh đấy ạ. Mã 11 nhá. Lên dáng cung sỏ rất là đẹp luôn. Mã 11 nhá. Mã 11 ra hạ. Vợ nhờ chồng hả? Chồng nhờ vợ à? Tí nữa vợ xách ra. Mã 11 nhá, mã 11 nhá. Em này ạ. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55. 55 này bị mất một cúc rồi ạ. Em 55 này bị mất một cúc nhá. Chị nào lấy em bán 35k. 55 bị mất một cúc nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Mã 55 ạ. Mã 55 35k nhá. Hình như là có đấy, nhưng mà bây giờ cũng phải xem từ từ thôi bà. Em này ạ. Nó lộn đi, mẹ được miếng nào bằng tiếng gì. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 90 nhá. Em này màu ghi sáng nhá. Mã 90 này màu ghi sáng đấy ạ. Mã 90 màu ghi sáng nhá. Mã 90 này màu ghi sáng nhá. Mã 90 đấy ạ. 90 chị ạ, 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. Mã 90 ạ. 90 màu ghi sáng nhá. Mã 90 nhá, 90 ạ. 90 màu ghi sáng rất là xinh nhá, mã 90 nhá, mã 90. Em lên mẫu mới luôn nhá, màu đen này. Em này màu đen nhá. Em này màu đen. 50. 50kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 06 ạ.
06 này size M nhá, 06 này màu đen kẻ size M nhá, ok chị Hoàng Hạnh. 06 này màu đen kẻ size M nhá, mã 06 đây. Mã 06 nhá, 06 nhá. Ủa vest này đi làm rất là xinh luôn, mã 06 nhá. 06 size M nhá. Mã 06 đây ạ, 06 này size M nhá, mã 06 ạ. 06 này size M nhá. Mã 06 đây ạ, 06 này size M rất là xinh nhá, mã 06 nhá. 06 ok chị Aki nhá. Chị Aki 06 nhá. Tiếp tiếp nào, tiếp nào. Trời ơi nhiều em xinh lắm các bà ạ. Không hôn nhanh lại tiếp. Em này nhá, em này đây. Em này size L à? Có gì cho tao à? Em này chị nào tầm 52 53 kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị nào tầm từ 48 đến 52 53 kg mặc vừa mã 31 nhá. 48 đến 52 53 kg mặc vừa mã 31 nhá. 31 đây ạ. 31 đẹp từ cúc luôn. Mã 31 nhá, 31 đây ạ. 31 nhá, 48 đến 52 53 kg mặc vừa nhá, mã 31 đây ạ. 31 đẹp từ cúc luôn đây ạ, 31 đẹp dã man luôn. Chị nào tầm 48 đến 52 53 mà rất là xinh, mã 31 nhá. Mã 31, 06 size M chị Hoàng Hạnh chậm chân rồi. Mã 31 nhá. 31 ạ. Có vét đỏ đô hay xanh rêu không? 31 ok chị Lê Nga nhá, chị Lê Nga 31 nhá. Xanh rêu không biết có không nhưng mà đỏ đô thì không rồi. Đỏ đô thì không còn, bà xem từ từ thôi, em lên từ từ lên được hết mà. Bà cứ xem từ từ thôi bà Hà Ngoan ạ. Chồng của anh Lâm không rửa bát hộ. Bà non đi, chị ăn đi, chị rửa đéo. Em này ạ, em này 52 kg đổ về mặc vừa nhá. Em này 52 kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 52 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 52. 52 kg đổ về mặc vừa nhá. 52 phối bèo nhá. 52 phối bèo nhá. 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 52 ạ. 52 nhá, 52 rất là xinh luôn ạ, mã 52 nhá. 52 hình như về mọi người phải làm thêm khuy nhá, tại vì cái này nó không có khuy. Có khuy không? À có gài này, em xin lỗi, em này có gài đây. Em này có gài nhưng em lười gài. Mã 52 nhá. 52 kg đổ xuống mặc mã 52 rất là xinh, mã 52 nhá. Mã 52 chế vào 52 kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 52 nhá, 52. Em này khoác thử cũng đẹp. Nhìn rất là xinh luôn á. Em này là cái em đẹp đẹp. Em này mặc free size này, em này đẹp lắm. Em này mặc free size rất là xinh này. Em này mặc free size nhá. Bà Hồng Nhung ơi, em này mặc free size. Bà Mai Hau thì phải Hồng Nhung nhỉ. Em này mặc free size. Em này mặc free size mã 91 nhá. 91 này mặc free size đấy ạ, mã 91 đây. 91 này đẹp lắm, em thích từ sáng này. Mã 91 này mặc free size nhá, mã 91 đây ạ. Mã 91 nhá, 91 này mặc free size đấy ạ. Mã 91 nhá. 91 này, 91 này mặc free size rất là xinh, mã 91 nhá. 91 này là vải bò hay sao? 91 này là vải bò nhá, mã 91 nhá, 91 ạ. 91 mặc free size đấy ạ. Mã 91 nhá, mã 91. 91 này mặc free size xinh lắm đấy ạ, mã 91 nhá. Mã 91, 91 đây ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá, 91 này đẹp lắm luôn. Cứ như mẫu mặc vào mà không muốn cởi ra kìa. Em này còn nguyên tang nhá. 91 ok bà Mai Hau nhá, 91 đẹp lắm ấy. Em này còn nguyên tang luôn nhá. Em này 5. Em này size L đúng không? Em này 50 đến 55 kg mặc vừa mã 33 nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa mã 33 nhá. 33 đấy ạ. Nó là bò bà, nó màu như kiểu màu xanh rêu rêu nhưng mà xanh rêu rất là nhạt luôn nhá. Nói chung là em này đẹp lắm. Em này tôi thích cực, bà chọn đi không hối hận đâu. Cái này nó cũng ngả ngả màu ghi nhạt nữa. Nói chung là nó pha pha màu. Nói chung là nó rất là đẹp bà Mai Hau ạ, tôi đảm bảo về bà nghiền luôn á. Tôi ngồi tôi còn thích mà. Em này nhá. Em này size L đấy ạ, 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Em vừa đọc mã bao nhiêu em quên rồi đấy. Em này 50 đến 55 kg mà rất là xinh nhá. Em này mã 33 nhá, 33.
Em mà chưa đọc mã, chưa bảo là chốt thì chốt lại 33 giúp em nhá. 50 đến 55 kg mặc 33 rất là xinh, mặc 33 nhá. 33 còn nguyên tang nè. 33 còn nguyên tang luôn nhá, 33 đây. 33 nhá, 33 size L đấy ạ. Em này là gió nhá, em này là gió 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 69 nhá. Gió này 52 kg đổ xuống mặc vừa mã 69 nhá, mã 69 đấy ạ. Gió này mã 69 nhá, chiều 52 kg đổ xuống mặc 69 rất là xinh. Cầm cái gì hả cháu? Mã 69 nhá. Mã 69 nhá, 69 nhá. Mã 69 nhá, 52 kg đổ xuống mặc 69 rất là xinh. 69 ok chị Aki nhá. Chị Aki 69 nhá. Em lên em vét hoa cái đi. Chị Lưu Bích em vét hoa này đẹp này. Hình như sáng nay chị Lưu Bích lúc mình live vét hoa chị không ở đây nhở. Vét hoa này đẹp này à. Em vét hoa này bao nhiêu? Em vét hoa này 5556 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Em này mã 91. Vét hoa này mã 91 nhá. 5556 kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. Tốn tiền lắm luôn ấy. Cứ xem mà lại phải mua. Mã 91 nhá. 5556 kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 91 đấy ạ. 91 này vét hoa nhá. 50 đến 5556 mặc rất là xinh nhá. Mã 91 nhá. Mã 91 đây ạ. 91 này vét hoa nhá. 50 đến 5556 kg mà rất là xinh. Mã 91 nhá. 91 chị nào tầm 48 cân mặc cũng rất là đẹp luôn. 91 nhá. 91 ok chị Lê Nga nhá. Chị Lê Nga 91. Em ơi hộ chị cái túi này. Em này. Em này màu trắng này, em này size M nhá. Em này size M mã 01, màu trắng này size M mã 01 nhá, 01 đây. 01 này màu trắng size M nhá. Mã 01 ạ, 01 này màu trắng size M nhá. Mã 01 nhá, hàng si chị Mai Linh ơi, hàng si nhá, siêu đẹp luôn. Đảm bảo mua về bà chỉ bị nghiện thôi, mã 01 nhá. Mã 01 này size M nhá. Có cái gì? 01 chưa mở túi nhá. 01 chưa mở túi luôn nhá, 01 còn mới lắm ấy. Mã 01 size M nhá. Mã 01 nhá, 01 đấy size M nhá. Đừng khoe. 01 ok chị Mai Hương nhá, chị Mai Hương 01 nhá. Bắt đầu uống luôn. Mày khoe. 01 size M nhá. Em này đây ạ. Bao nhiêu cân? Em này chị nào tầm 52 kg đổ xuống mắc vừa, em này mã 99 nhỉ. 52 kg đổ xuống mắc vừa mã 99 nhỉ. Mã 99 nhỉ. 99 nhá, 99 này 52 kg đổ xuống mắc rất là xinh, mã 99 nhỉ. Mã 99 đấy ạ. 99 nó chị là 52-53 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 99 nhá. 99 ạ. 99 nhá, 52-53 kg đổ xuống mắc rất là xinh đấy ạ, mã 99 nhá, mã 99. Mã 99 nhỉ. Mã 99 ạ. À, chị Mai Hương ơi được 4 chiếc rồi nhá. 99 ok chị Vân Ngũ Sắc nhá. Bà Vân Ngũ Sắc ơi bà nhận đơn hàng kia chưa? Em này nhá, em này bao nhiêu kg nhỉ? Em này 50. 50 kg đổ lại mặc vừa mã 50 luôn nhỉ. 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 50 luôn nhá, mã 50 ạ. 50 nhỉ? 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 50. Ok ok chị Vân Ngũ Sắc. Hôm nay em thấy khăn em vẫn gửi luôn cả cả mũ cho chị đấy, tại vì em thấy mũ mà. Em này ạ, 50 kg đổ xuống mắc vừa mã 50 nhá. Mã 50 chị ạ, 50 kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá, mã 50 đấy ạ. 50 là size M đấy ạ. Mã 50 nhá, mã 50 nhỉ? 50 size M đấy ạ, mã 50 nhá, mã 50. Chế đang xem cho em một chấm đi nào. Chia sẻ và viết giúp em đi ạ, mã 50 đây. 50 này dáng dài size M nhá, mã 50 nhá. Mã 50 đấy ạ. 50 nhá, 50 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Dạ. À lấy link chia sẻ. Vợ tưởng mà lấy link live. Em này ạ.
Em này size S nhá, chị là 46kg đổ xuống mắc vừa. Đúng. Em này mã 44. 46kg đổ xuống mắc vừa mã 44 nhá, 44 đây. 44 nó chỉ là 46kg đổ xuống mắc vừa nhá, 46-47kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 44 nhá, 44 ạ. 44 size S nhá, 46-47kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 44 nhá, 44 nhá. Mã 44. Mùa này tốn tiền quần áo cơ. Ui, cũng không tốn lắm đâu bà. Mã 44 nhá, 44 nhá. Không, bà không ngửi thấy. 44 size S nhá, mã 44 đấy ạ. 44 nhá. Ok ok bà Mai Hồng, cái cao kia kia đúng không? Đấy được rồi, cái máy cắt sườn nó của anh ấy. Đấy cho nó gì? Dây đuôi của anh. Ừ. Gì nó á? Máy cắt sườn á, ở trên mặt bàn ấy không? Ủa được. Ủa chưa anh. Thế hôm qua giấu đâu ấy nhở? Chồng trêu vợ ấy. Em này nhá, em này 50 đến 55kg mặc vừa, em này mã 66 nhở? 50 đến 55kg mặc vừa mã 66 nhá. Dạ. Mã 66 đây ạ. 50 đến 55kg mặc vừa mã 66 nhá, 66 đây. Mã 66 ở chế hơn 50 đến 55kg mặc vừa nhá, 66 rất là xinh. Mã 66 nhá, 50 đến 55kg mặc vừa đây ạ. Mã 66 nhá, 66 đây ạ, 66 đây size L nhá. Mã 66. 66 hay 50 đến 55kg mặc rất là xinh nhá, mã 66 nhá. 66 là size L đấy ạ. 66 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Trang này ơi, chiếc nào hả bà? Ui, màu trắng nhiều bà ơi, màu trắng nhiều nhá. Em này kaki ạ. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 89 nhá. 89 chất này rất là đẹp luôn. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 89 nhá. 89 kaki dáng dài ạ. 60kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 89 đây. 89 nhá, 89 ạ. 60kg đổ xuống mặc 89 rất là xinh, mã 89 nhá. 89 ạ. 89 nhá, mã 89. 89 rất là xinh đấy ạ, mã 89 nhá. 60kg đổ xuống mặc vừa mã 89 nhá, 89 là bấm nhá. Mã 89 ạ. Chị đang nhìn xem cái đai đâu nhưng mà chả biết nó đâu. Mã 89 nhá, 89 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em này nè. Em này cho chị nào tầm 50 đến 55kg mà rất là xinh. Em này mã 67 nhá. 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. Mã 67 đấy ạ. 67 ở chế là 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. Mã 67 ạ. 67 nhá. 50 đến 55kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 67 nhá. 67 ạ. Mã 67 đấy ạ. 67 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. Mã 67 ạ. 67. 67 nhá, mã 67 nhá. Áo treo sau bao nhiêu? Chị Hà Hiền ơi, áo treo sau là áo nào ạ? Mã 67 nhá, 67 ạ. 67 50 đến 55kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 67 nhá, mã 67 ạ. Mã 67 nhá. Ngủ đi không ngủ không giờ ngáp. Ôi em này. Em này đẹp lắm luôn nè. Em này màu xanh rêu ạ. Em này màu xanh rêu nhá. Em này màu xanh rêu, 55kg đổ xuống mắc vừa mã 82. 56, 57 vẫn bon chen được đấy ạ. Mã 82 nhá. Mã 82 đấy ạ. 56, 57 vẫn bon chen được nhá. Mã 82 nhá, mã 82. 50 đến 56, 57kg mặc 82 rất là xinh. Mã 82 nhá. Mã 82 ạ. 82 nhá, chị Lưu Bích em này chị mặc được. Mã 82 nhá, mã 82. Chị Lưu Bích ơi, em này chị mặc được nhá. Mã 82 nhá, 82 màu xanh rêu đấy ạ. Mã 82 nhá. 57-58kg đổ xuống mắc vừa mã 82 nhá. 82 này xinh đấy. Mã 82 nhá, 82 ạ. 82-56-57kg đổ xuống mắc được nhá. Mã 82 nhá. 82. 82 màu trắng trăng lên đợi mình một tí ạ. Trang Lê tí inbox cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Nào có một áo phao ở đây hay sao ạ? Áo trắng đầu tiên kia em bán 59k nhá. Em đấy tầm 55kg đổ xuống mắc vừa 82 cơ chị Lưu Bích. Chị Lưu Bích ơi 82 đấy đẹp lắm. Em lấy màu trắng đi.
này nhá, em này đây. Em này size M nhá. Em này size M mã 07 ạ. 07 lấy size M nhá, mã 07 đây. 07 lấy size M nhá, em này mã 07 đấy ạ. 07 size M nhá. Em này mã 07 size M đấy ạ, 07 rất là xinh, mã 07 đây. 07 lấy size M rất là xinh nhá, mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ, 07 lấy size M rất là xinh nhá. Mã 07 đấy ạ. 07 lấy size M nhá. 50kg đổ xuống móc vừa mã 07 nhá, mã 07 đấy ạ. 07 size M nhá, mã 07 nhá. Mã 07 đấy ạ, 07 size M nhá, 07 rất là xinh. Mã 07 nhá, 07 ạ. 07 size M rất là xinh nè, mã 07 nhá, mã 07. Em này màu đen nè. Em này màu đen nhá, chị nào tầm 55-56kg đổ xuống mắc vừa mắc 21 nhá. 21 dạng kaki nhá. Kaki ngắn ạ, 55-56kg đổ xuống mắc vừa mắc 21 nhá, 21 đây. 21 nhá. 21 này 55-56kg đổ xuống mà rất là xinh, mã 21 nhá. 21 đấy ạ. 55-56kg đổ xuống mà rất là xinh nhá, mã 21. 21 xinh dã man luôn, mã 21 nhá, mã 21. 21 nhá. Hà Nguyễn đợi mình một tí. À, Hà Hiền đợi tới một tí nhá, mã 21 đấy ạ. 55-56kg đổ xuống mặc vừa, mã 21 nhá. 21 dáng kaki đấy ạ, mã 21 nhá, 21 ạ. 21 nhá, mã 21. 21 nhá, 21 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. 21 này xinh nhờ mà không ai chốt. Mã 21 nhá, mã 21 nhá. Mã 21 đấy ạ, 21 này rất là xinh. Em thử chị em xinh xem. À, em kia không phải màu đen đâu, em kia là màu xanh rêu nhá. 59k nhá. Em phong ngắn. 59k, 50 đến 55kg mặc vừa, 59k mã 59 nhá. 59k mã 59 đấy ạ. 50 đến 55kg mặc vừa nhá, 59k mã 59 nhá. 55kg đổ xuống mặc vừa đấy ạ, 59k mã 59 nhá, em này dáng ngắn nhá. 59k mã 59 nhá. Màu trò à? 59k mã 59 nhá, 50 đến 55kg mà rất là xinh. Em này pha xanh xám rêu rêu gì đó. Nói chung là màu nó rất là xinh luôn. 59k mã 59 nhá, 50 đến 55kg mà rất là xinh nhá. 59k mã 59 ạ. 59k mã 59 nhá. Vừa hốt ngay, hàng ngoan đây và không vừa. 59k mã 59 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên tiếp vét nhá. Cái này một bên quá chéo, một bên quá thẳng rồi. Quá chéo á? Chéo bên này thẳng. Ừ. Bên này cái nóng này. Nóng mà. Em này size S nè. Em này size S nhá, em này size S mã 00. Em này 45kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá, mã 00 đây ạ. 00 này 45kg đổ xuống mắc vừa nhá, mã 00. 59 ok chị Hà Hiền nhá. Hà Hiền lên luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Hà Hiền lên luôn cho em xin số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này 45kg đổ xuống mắc vừa mã 45 luôn nhá. Em ấy size S đấy ạ. 45kg đổ xuống mắc vừa mã 45 nhá. Không bị hỏng đâu ạ. Cho chị mượn đây kia. 45kg đổ xuống mắc vừa mã 45 nhá. 45 đây. Không phải bị hỏng đâu mà kiểu nó là một bên chéo một bên thẳng ấy. Nó là một bên chéo một bên thẳng chứ phải khóa túi hỏng nhá. Trời ơi đây. Nãy hai chị em đang bảo là nhìn nó lạ lạ chứ không phải là bị hỏng. Kiểu là bên này nó để treo chéo nhưng bên này nó để thẳng này ạ. Đây này, may thẳng với may chéo thôi. Chứ không có lỗi gì đâu nhá. Hàng này là hàng xả, em xả có khách dài chứ. Hôm nọ bán 89 hay 99 gì ấy. 46 nhá, em này mã 46 nhá. 45-46kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. Mã 46 nhá, mã 46 ạ. Em lên mẫu mới luôn nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. Các bạn đang xem chấm cho em một chấm đi nào. Em này ạ,
Em này 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60 nhá. Mã 60 đây. Mã 60 này tay lỡ nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa nhá. Mã 60 nhá. Mã 60 chị là 60kg đổ xuống mà rất là xinh nhá. Mã 60 đây ạ. Mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mà rất là xinh đây ạ. Mã 60 nhá. 60 này xinh dã man luôn. Mã 60 nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa đây ạ. Mã 60 nha, mã 60 ạ. Mã 60 nhá, mã 60 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. 60kg đổ xuống mắc vừa mã 60 đây ạ. 60 rất là xinh ạ, mã 60 nhá. Hà Hiền ơi, quần mới nhá, nếu mà nàng ở gần tới thì qua mà xem luôn nhá. Đẹp lắm luôn, 60 ok chị Doãn Bích Ngọc nhá. Chị Doãn Bích Ngọc comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Chị Doãn Bích Ngọc comment luôn cho em số điện thoại và địa chỉ nhá. Em này đây ạ. Em này size L nhá, em bạn mẫu đang mặc lấy size L nhá. Em này mã 77 ạ. Size L mã 77 nhá, 77 lấy size L nhá. Mã 77 size L nhá, mã 77 size L nhá, 49k nhá, 77 size L. Vest rất là xinh luôn ạ. Mã 77 lấy size L nhá, mã 77 đây. 77 rất là xinh, mã 77 nhá, 77 size L nhá. Mã 77 đây ạ. 77 nhá, 77 size L rất là xinh ạ, mã 77 nhá. 77 đấy ạ, 77 đấy size L nhá. 77 rõ là xinh luôn ạ, mã 77 size L nhá. Ok bà Bích Ngọc nhá. Mã 77 size L đấy ạ. Em này màu hơi cam. Hơi hồng hồng. Hơi hồng hồng, hơi cam cam nhá. Cái này kiểu màu phớt hồng. Nó như kiểu màu, nó là màu phớt hồng ấy ạ. Mã 77 nhá, mã 77 nhá, 77 size L đấy ạ. Mã 77 nhá. Em ở ngõ 1 Bùi Xương Trạch nhá, chị Hà Hiền nhá, mã 77 size L nhá. Mã 77 đấy ạ, 77 size L nhá, xinh cực luôn. Mã 77 nhá, 77 size L đấy ạ. 77 của Hà. Made in Korea. 77 size L nhá, 77 size L nhá. Em tiếp theo ạ. Em tiếp theo này cũng 60. 60 không? Em này 56-57kg đổ xuống mắc vừa mã 91 nhá. Mã 91 thôi chị ạ, 56-57kg đổ xuống mắc rất là xinh. Mã 91 nhá, cũng rất là đẹp luôn ạ. Mã 91 nhá, thử sắn tay áo lên xem. Mã 91 nhá, 56-57kg đổ xuống mắc rất là xinh. Mã 91 nhá. Em này mã 91 đấy ạ. Chị đào 50-56-57kg mà rất là xinh nhá. Mã 91 nhá. Mã 91 đấy ạ. 91 nhá, 91 này xinh chưa? 50 đến 56, 57 kg mà rất là xinh nhá. Mã 91 nhá. 91 đấy ạ. 91 rất là xinh luôn. 50 đến 56, 57 kg mà rất là xinh nhá. Mã 91 ạ. Em này mã 91 nhá, 91 ạ. 91 nhá, mã 91. Em lên mẫu mới luôn nhá. Ôi, 91 rất là xinh luôn. Mã 91 nhá, mã 91. 91 xinh vậy mà không bà nào chốt ạ. Bà Bích Ngọc ơi, 91 đấy xinh nhá. Em này ạ. Em này nhá. 91 ok chị Xuân Nguyễn nhá. Chị Xuân Nguyễn 91 nhá. Em này ạ. Em này cho chị nào tầm 48kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 02. 48kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 đấy ạ. Mã 02 nhá. Chế là 48kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ. 40-48kg mặc vừa mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ, 02 chỉ là 40-48kg mà rất là xinh nhá. Mã 02 đây. Mã 02 nhá. 40-48kg mà rất là xinh đấy ạ. Mã 02 nhá. Mã 02. 40-48kg mà rất là xinh ạ. Mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ. 02 nhá. 02 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá. 02 xinh kinh điển luôn. Mã 02 nhá. Mã 02. 02 nhá. 02 ạ. 02 nhá. 02. Mã 02 nhá. Em này nào. Em này 55kg đổ xuống mắc vừa mã 55. 55kg đổ xuống mắc vừa mã 55 nhá. 55 đây ạ. 55 nó chế là 55kg đổ xuống mắc rất là xinh. Mã 55 đây. 55 nhá. 55kg đổ xuống mắc 55 rất là xinh ạ. Mã 55 nhá. 55kg đổ xuống mắc rất là xinh đây ạ. Mã 55 nhá. 55 ạ. 55 đây ạ. 55kg đổ xuống mắc vừa 55 rất là xinh nhá. Mã 55. 55 xinh đấy. 55 nhá, mã 55 nhá. Em lên mẫu mới luôn nhá.
55 rõ là xinh luôn đấy ạ. Mã 55 nhỉ, 55. Chưa cởi. Thảo gì đấy. Không lấy được. Han Thu Thảo á? Không, Thảo Uyên hay là cái gì mà thích đâu. Không lấy. Không bảo. Ờ, chị Nghiệp, chị bảo con đấy chứ. Nó mà có bán hàng chả ai mua. Cách sống như thế. Em này 52kg đổ xuống mắc vừa mã 11 nhá. 11 đấy ạ. 11 đó chị ạ, 52kg đổ xuống mã rất là xinh nhá. Mã 11 đây. 11 này cũng rất là xinh luôn đấy ạ. Mã 11 nhá. 11 này màu ghi nhá. 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 11 này rất là xinh nè. Mã 11 nhá. 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 11 rất là xinh nè. Mã 11 nhá. 11 ạ. 11 đó chế là 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 11 rất là xinh nè. Mã 11 nhá. Mã 11. 52kg đổ xuống mắc vừa nhá. 11 rõ là xinh luôn. Mã 11 nhá. Mã 11 em lên mẫu mới luôn nhá. 11 đấy xinh lắm đấy ạ. Mã 11 nhá. Mã 11 ạ. Mã 11 nhá. Em lên một em màu đen nữa nhá. Đen hay xanh than? Em này 50kg đổ xuống mắc vừa. Em này mã 12. Em này kéo khóa nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 12 nhá. Mã 12 đấy ạ. 12 nhá, 12 50kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 12. Mã 12 đây ạ, 50kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. 12 đây. Mã 12 nhá, 12 ạ. 50kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 12. Ôi khóa 12 đẹp thế. Mã 12 nhá, mã 12 ạ. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 12 nhá, 12 rất là xinh nhỉ. Cái này là khóa hiệu, không biết là hiệu gì thôi. Mã 12 nhá, mã 12. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 12 nhá. Cả hai khóa em bên này. Em lên mẫu mới luôn nhá, 12 đấy xinh lắm. Mã 12 nha, mã 12. Chất của 12 này. Chất cũng rất là đẹp luôn ạ. Không nhìn rõ nữa. Này có hàng. Mã 12 nhá. Không biết đâu, tại vì tớ chưa xem kỹ mà Lưu Hường ơi, đã nhìn kỹ được đâu. Em này bao nhiêu kg nhỉ? Em này 5556kg đổ xuống mắc vừa mã 09 nhá. 09 ạ, 09 này màu đen. 5556kg đổ xuống mắc vừa mã 09 nhỉ. Mã 09 nè ạ, 09 ơi chị ạ, 5556kg đổ xuống mắc vừa nhá, 09 rất là xinh. Mã 09 nhỉ, 5556kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 09 này màu đen nhá, mã 09 đây. 09 nhỉ, chế vào 5556kg đổ xuống mắc vừa đấy ạ, 09 rất là xinh. 09 này khoác suông rất là đẹp luôn ạ, mã 09 nhá, mã 09 đây. 09 này khoác suông rất là xinh luôn, đầu like bà là hỏi em nó khoác suông ấy nhỉ. Mã 09 nhá, 09 đây. 5556kg mà rất là xinh nhá. 09 này khoác xương đẹp lắm ấy. Mã 09 nhá, mã 09 ạ. Mã 09 nhá, mã 09. Em lên mẫu mới luôn nhá. Trời ơi 09 này xinh lắm. Tiếp nào em này ạ. Phượng nói đi. Em này ạ. Em này 55kg đổ về mặc vừa nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Em này màu đen ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Ai lấy chốt cho em mã 55 nhá. Mã 55 đi ạ. 55kg đổ về mặc vừa nhá. Mã 55 đi. Ai lấy em này chốt cho em mã 55 nhá. 55kg đổ về mặc vừa. Này nó không nhìn rõ. Ừ. 55 này rõ là xinh nhá, mã 55 nhỉ. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 55 đấy ạ. Mã 55 nhá, 55kg đổ xuống mặc rất là xinh, mã 55 nhỉ. Em này đây ạ. Em này tầm 52kg đổ xuống mặc vừa nhá, em này mã 19 nhá. Mã 19 này 52kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 19 ạ, 19 này chỉ khoác thôi không cài được ạ. Mã 19 này 52kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 19 này chỉ khoác thôi ạ. Mã 19 nhá. Mã 19 nhá, vét là chỉ khoác thôi ạ. Mã 19 nhá, mã 19. Niu Hương ơi là cái nào, Niu Hương ơi là em nào ở Niu Hương ơi.
Mã 19 nhá, mã 19 nhá. Em ấy không phải nam đâu nhá chị nhá. Mã 19 nhá, mã 19 ạ. Em này mã 19 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Bà này bà có mình nhầm sao em như kiểu sai giày. Bà bấy nữ cũng hút nam như kiểu sai giày. Ừ có khi con mình nhầm. Em này nhá, em này đây. Em này ạ, à, em này ạ, à, chị nào 5253kg đổ xuống mặc vừa mã 98 nhá. Mã 98 hay 5253kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 98 đấy ạ. À. 98 hay 5253kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 98 ạ. À. 98 nhá, 98 đây. Mã 98 nhá, 98 đấy ạ. À. 5253kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá, mã 98 nhá. Mã 98 lên màu đen đi. Mã 98 nhá, 98 nhá. 5253kg đổ xuống mặc vừa, 98 rất là xinh đấy ạ. Mã 98 nhá, mã 98. Màu đen hình như em còn ít lắm bà. Mã 98 nhá, 98 nhá, màu đen đây ạ. Em này màu đen này ạ. Em này 60kg đổ xuống mặc vừa, mã 66 nhá, 66 lên màu đen đây ạ. Mã 66 đây ạ. 60kg đổ xuống mặc vừa, mã 66 nhá, 66 đây. 66 chế là 60kg đổ xuống màu rất là xinh nhá, mã 66 nhá. 66 đây màu đen đây ạ. Mã 66 nhá, 60kg đổ xuống màu rất là xinh đây ạ. Mã 66 nhá, 66 đây ạ. 66 chế là 60kg đổ xuống màu rất là xinh nhá, mã 66 đây. 66 đây ạ. 66 nhá. 66 này khoác suông rất là đẹp luôn đây ạ. Mã 66 nhá, 60kg đổ xuống màu rất là xinh nhá. Mã 66 ạ. 66 nhá, 66 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Ui 66 là nhìn rõ là xinh luôn đấy. Mã 66 nhá, 66 nhá. Em này nhá, em này ạ, à, em này size M. Em này size M mã 67 nhá, 67 đấy ạ. 67 lấy size M nhá, em vét mã 67 size M nhá. Em này tầm 47-48kg đổ xuống mặc vừa nhá. Mã 67 đấy ạ, mã 67 đây. 67 nhá, 47-48kg đổ xuống mặc vừa mã 67 nhá, 67 đấy ạ. 67 nhá. 67 ở chế đầu tầm 47-48kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 67 nhá, 67 ạ. 67 rõ xinh luôn, mã 67 nhá, 67 nhá. 47-48kg đổ xuống mặc rất là xinh đấy ạ. Mã 67 nhá, 67 ạ. Nhìn eo ót thế. Mã 67 nhá, 67 nhá, em lên mẫu mới luôn nhá. Màu đen em chỉ còn vài em thôi chị ạ, mà chả biết là còn không. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi nào, đi đâu, mọi người đi đâu hết rồi. Chị ơi đang xem cho em một chấm đi ạ. Em này nhá, em này đây. Em này cho chị nào tầm 56-57kg đổ xuống mặc vừa nha, em này mã 23. 56-57kg đổ xuống mắc vừa, mã 23 nhá, mã 23 nhá, 67 đẹp mà bé. Đúng rồi, 67 đấy hơi bé mà. Mã 23 nhá, mã 23 nhá. Em này mã 23 nè, 23 đây. Mã 23 nhá, 23 nhá. Mã 23 nè, 23 rất là xinh, mã 23 nhá, 23 nhá. Mã 23. Ôi, ngã ngủ. Mã 23 nhá, 23 nhá, 23. Đây, mấy em màu trắng này. Để chị ra chị xem thêm. Em này là kaki nhá, em này là kaki, chân váy được. Hàng ngoan ơi, đợi mình một tí mình mới lên chân váy được nhá. Em này đây ạ. Em này là kaki nhá, em này là kaki ạ. Hụt tay. Đấy không, chị kéo cho. Em này là kaki nhá. Em này là kaki nhá. Em này chị là 55kg đổ xuống mặc vừa mã 26 nhá. 26 đây là kaki đấy ạ. 55kg đổ xuống mặc vừa mã 26 nhá. 26 đây. 26 chế là 55kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 26 đấy ạ. 26 nhá. 26 đấy ạ. 26 hay 55kg đổ xuống mặc rất là xinh nhá. Mã 26 ạ. 26 nhá, 26 ạ.
26 đấy ạ, 55kg đổ xuống mắc vừa nhá. 26 rõ là xinh luôn, mã 26 nhờ. 26 đấy ạ. 26 nhá, 26 nhờ. 55kg đổ xuống mắc 26 rất là xinh đấy ạ. Mã 26 nhá, 26 nhờ. Hai mươi sáu quay chưa đúng không ạ? Trong bao vẫn còn, chị đã lôi ra hết rồi. Còn bà nào đang xem không? Còn chế nào đang xem không ạ? Chả thấy comment gì cả, buồn thế.
Em này hả? Em này nó chỉ là tầm 52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. Mã 00 ạ. 52kg đổ xuống mắc vừa mã 00 nhá. 00 đây ạ. 00 ạ, chế là 52kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ. 52kg đổ xuống mắc 00 rất là xinh nhá. Mã 00 đây. Mã 00 nhá. 00 nhá. 00 ạ, chế là 52kg đổ xuống mắc rất là xinh đây ạ. Mã 00 nhá. Không không đẹp dã man luôn. Mã 00 nhá. Mã 00 xanh xanh nhá. Mã 00 nhá. 00 nhá. 00 màu gì? 00 này như kiểu màu xanh ngọc á. Xanh ngọc hơi nhạt nhạt nhá. Hơi nhạt nhạt nhá. Mã 00 nhá. Mã 00 đây ạ. 00 rất là xinh. 00 nhá. 00 nhá. Em này hình như size S nè. Em này chỉ là 48kg đổ xuống mắc vừa mã 48 nhá. Em này khóa chéo cực là xinh luôn ạ. 48kg đổ xuống mắc vừa mã 48 nhá. 48 này ạ. 48 chỉ là 48kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 48 nhá. 00 ok chị Mai Hương nhá. Chị Mai Hương 00 mã 48 này ạ. 48kg đổ xuống mắc vừa mã 48 nhá. Mã 48 đấy ạ. 48 chỉ là 48kg đổ xuống mắc rất là xinh nhá. Mã 48 nhá. Mã 48 đấy ạ. Màu trắng nhìn lên này nó cứ bị lóa. Màu trắng nhìn lên này nó cứ bị lóa. Chứ em này đẹp lắm ấy. Mã 48 nhá. Mã 48 đấy ạ. Em này mã 48 nhá. 48kg đổ xuống mắc 48 rất là xinh. Mã 48 nhá, mã 48 nhá. Em lên một vài mẫu rồi em nghỉ nhá. Tí nay thử trong nhóm xem 3 giờ rồi còn đâu. Nhanh nhở. Hay thử lên nốt chân lấy lại. Nhưng có người đâu. Tôi cũng thích 48 nhưng mà nó bé quá. Chân váy dạ có bảo là hóng không? Bảo là hóng chân váy dạ chấm đi để em lên mấy mẫu chân váy dạ nào. Em này nhá, em vest này ạ, vest trắng này nào. 50 à? Em này 50kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 đây. Bảo đang hóng chân váy không để em lên một vài chân váy nhá. 02 đây ạ. 02 này màu trắng nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. 02 đây ạ. 02 này màu trắng nhá. 50kg đổ xuống mắc vừa mã 02 nhá. Mã 02 đây ạ. 02 chế là 50kg đổ xuống mắc vừa nhá. 02 rất là xinh. Mã 02 nhá. Mã 02 ạ. 02 nhá. 02 màu trắng nhá. Bà là hóng chân váy dạ chấm để em lên nhá. Em lên nốt em vét này thôi ạ. Mã 02 nhá. Mã 02 chân váy đi. Chân váy dạ ok nhá. Chân váy dạ là 25k nhá. Chân váy dạ là 25k nhá. Chân váy dạ là 25k nhá. Không. Dơ ướm meo thôi. Không không đừng treo lên đấy. Em treo đến không không nhìn được là nó ra chân váy thôi em ạ. Cái này nó ở đây sao? Hôm qua khách nào ấy. Em lên chân váy dạ nhá. Đây chân váy dạ này 25k đây. Chân váy dạ này sai. Được em vừa không? Cái này eo tầm 68. Từ từ em lấy eo đo dây đo eo. Mà thôi, chân váy dạ để em lên sau nhá. Tại vì chân váy dạ bây giờ lại phải đi tìm dây. Chân váy dạ giờ đi tìm dây lười lắm. Phải đi tìm thước dây. Vậy chả biết vất thước dây ở đâu rồi. Em dừng like nhá. Bye bye.